Xin kính chào các quý anh chị, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Ở trong tháng 10 này thì Mitsubishi Pajero Sport đang có rất nhiều các cái chương trình ưu đãi ở trong tháng 10. Và ngày hôm nay, nếu quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến dòng xe 7 chỗ cỡ lớn của dòng Mitsubishi Pajero Sport thì Quyết sẽ cập nhật cho mọi người bảng giá khuyến mãi mới nhất ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh để mang tới cho anh chị những cái bảng giá khuyến mãi cực kỳ sốc ở trong tháng 10. Và cuối cùng đó chính là những thông số kỹ thuật nổi bật mà anh chị chúng ta đang quan tâm đến dòng Pajero Sport trước khi mà chúng ta định sở hữu chiếc xe này. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh cả nhà nha, để đội ngũ sẽ cập nhật liên tục những dòng xe mà các quý anh chị chúng ta đang quan tâm. Đầu tiên thì với Mitsubishi Pajero Sport thì chúng ta sẽ có hai phiên bản, đó chính là phiên bản một cầu máy dầu số tự động và phiên bản máy dầu hai cầu số tự động, đều được có mức giá niêm yết lần lượt là 1 tỷ 130 triệu và phiên bản hai cầu 1 tỷ 365 triệu đồng dành cho các quý anh chị chúng ta đang quan tâm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tới phiên bản Pajero Sport với phiên bản một cầu mà quý anh chị chúng ta đang quan tâm với mức giá cực kỳ hợp lý ở thời điểm hiện tại. Đại lý đang có chương trình khuyến mãi là 20 triệu đồng tiền mặt, nghĩa là chiếc xe này chỉ còn 1 tỷ 110 triệu đồng mà thôi. Với quý anh chị mà chúng ta đang sở hữu và muốn lăn bánh tại Hà Nội thì một người cộng thêm giúp Quyết tiền thuế, tiền biển, phí đăng ký, phí sử dụng đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì tổng cộng giá trị lăn bánh sẽ là 1 tỷ 269 triệu đồng. Lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 228 triệu và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 248 triệu đồng. Có sự khác biệt như vậy, ở tỉnh thì tiền thuế là 10% giống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì tiền biển ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ cao hơn khoảng 20 triệu đồng so với ở tỉnh ạ. Còn nếu quý anh chị mà chúng ta đang quan tâm đến thủ tục trả góp thì mọi người cũng chỉ cần chuẩn bị giúp Quyết là 340 triệu thôi, khi mà đại lý đang hỗ trợ cho mọi người số tiền vay là 80% giá trị của chiếc xe vay trong vòng 7 năm tương đương với 84 tháng với lãi suất cực kỳ là ưu đãi và mọi người có thể trả trước bất cứ lúc nào mà gần như không bị mất phí phạt. Và lãi suất và cũng như dư nợ sẽ giảm dần theo thời gian. Vì vậy là mọi người yên tâm về cái trả gốc lãi định kỳ. Nếu quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất. Hoặc mọi người có thể kết bạn qua Zalo thì đại lý cũng sẽ báo giá cho mọi người màu sắc khuyến mãi ở tỉnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cùng với đó là lãi suất hàng tháng mọi người cần phải trả là bao nhiêu với số tiền vay như thế nào. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phiên bản 2 cầu. Phiên bản 2 cầu ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 365 triệu đồng. Hiện tại đại lý đang có chương trình giảm giá tốt hơn so với tháng trước là 5 triệu đồng. Nghĩa là chỉ còn 1 tỷ 340 triệu đồng. Tổng cộng trị giá khuyến mãi lên tới 25 triệu đồng với phiên bản Pajero Sport phiên bản 2 cầu số tự động. Với phiên bản máy dầu 2 cầu lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 1 tỷ 527 triệu đồng. Lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 481 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tròn 1 tỷ rưỡi. Với những quý anh chị mà chúng ta đang muốn sở hữu chiếc xe này với lãi suất cực kỳ thấp khi vay thì mọi người cũng chỉ cần chuẩn bị giúp Quyết là 410 triệu đồng thôi là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe này rồi, với lãi suất cực kỳ ưu đãi, cực kỳ thấp và rất là nhanh gọn, chỉ trong vòng 2 cho tới 3 ngày thôi là thủ tục giải ngân đã hoàn thiện xong hết tất cả các hồ sơ để cho các quý anh chị chúng ta đi đăng ký rồi. Và nếu quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng với dòng sản phẩm Pajero Sport phiên bản 1 cầu hay phiên bản 2 cầu thì hãy liên hệ với đội ngũ với số hotline tư vấn ở phía bên dưới ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, hoặc kết bạn qua Zalo để được nhận báo giá, thông tin lăn bánh cụ thể ở hàng tháng, gốc lãi trả, dư nợ như thế nào để đội ngũ có thể tư vấn trực tiếp dành cho các quý anh chị. Đừng ngần ngại vì giá có thể thay đổi theo từng. Mitsubishi Pajero Sport năm 2022 thì chúng ta vẫn thấy được cái ngôn ngữ Dynamic Seal ở thế hệ 2, về hình dáng bên ngoài cũng không có sự thay đổi quá nhiều đúng không ạ? Với vẻ bên ngoài thì hầm hố mạnh mẽ và với cản trước mặt ga lăng với 2 tầng, trong đó thì 3 thanh nan mạ bạc tạo hình đen bóng và cũng như tạo hình nổi khối hơn, 3D hơn. Chúng ta sẽ có 2 cụm đèn thiết kế tách biệt, kích thước được tăng thêm với chiếu sáng đèn LED hiện đại hơn cho ánh sáng vượt trội và chức năng rửa đèn trở thành tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản.
Chạy dọc phần thân xe, chúng ta thấy được cái phần gân cắt xẻ rất tinh tế. Vòng bánh xe được dập nổi với bộ mâm là 18 inch, phối hai tông màu thẩm mỹ hơn cho chiếc xe. Gương chiếu hậu và tay nắm cửa cũng được tạo thành cùng màu với thân xe cho sự đồng điệu của Pajero Sport. Ở phần đuôi xe thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn hậu theo dạng thẳng và mũi nhọn hướng về thân xe, mang đến cái cách nhìn mới mẻ và thể thao hơn. Đi cùng với đó là anten vây cá, cánh lướt gió thể thao, cốp mở điện nhờ hai cảm biến ở phía góc cản sau. Về phần bên trong nội thất của Mitsubishi Pajero Sport thì chúng ta cũng sẽ thấy được ở bên trong có những cái tính năng tiện nghi ở trên một chiếc xe cao cấp 7 chỗ. Hàng loạt những chiếc chi tiết như mạ chrome sáng bóng tăng lên sự sang trọng. Các núm xoay chỉnh các chế độ lái ở khu vực cần số là điểm sáng cho chiếc xe. Cùng với đó là những trang bị hiện đại như bảng kỹ thuật số LCD 8 inch ở trên vô lăng, màn hình giải trí trung tâm 8 inch kết nối Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống tự động hai vùng độc lập kết hợp với hệ thống lọc khí nano giúp đảm bảo không khí bên trong luôn trong lành và mát mẻ. Gương chiếu hậu bên trong chống chói, camera 360, cửa sổ trời, cửa cốp đóng, mở điện thông minh, đá cốp, phanh tay điện tử, giữ phanh kết hợp cùng với các ứng dụng điều khiển từ xa thông minh qua điện thoại. Ngoài ra thì các hệ thống an toàn của Pajero Sport bao gồm những hệ thống phanh ABS, EBD, BA, phanh tay điện tử, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống phân phối lực phanh, hệ thống 7 túi khí phiên bản cao cấp nhất, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống đổ đèo HDC, kiểm soát lực kéo ATC, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn và cuối cùng là hệ thống chống cảnh báo điểm mù K360 và khung xe Rise. Với phối khung động cơ thì chúng ta sẽ có Pajero Sport, đó chính là động cơ Mivec 2.4 đi cùng hộp số là 8 cấp với lễ chuyển số thể thao cho công suất tối đa là 178 mã lực, mô men xoắn là 430 Nm. Sự khác biệt giữa phiên bản 1 cầu và phiên bản 2 cầu thì chúng ta thấy phiên bản 1 cầu sẽ không có chức năng là chỉnh điện 8 hướng, chức năng làm sạch mát không khí, cửa sổ trời hay gương chiếu hậu chống chói tự động cam 360 như phiên bản cao cấp. Đối với phiên bản 2 cầu thì rõ ràng là chúng ta có thêm những cái cảnh báo giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn trên phương tiện trong vùng điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn, hệ thống ga tự động thích ứng Adaptive Cruise Control. Và đó chính là những cái sự khác biệt giữa cả hai phiên bản. Và cảm ơn tất cả mọi người theo dõi, và đừng quên rằng nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng với chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport năm 2022 thì đừng ngần ngại gọi điện vào hotline ở phía dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá khuyến mãi tốt nhất, hoặc kết bạn Zalo thì bên em sẽ gửi bảng giá lăn bánh trả góp hàng tháng và cũng như là bảng kê chi tiết nhất. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất.